99 kiểu người này về già lủi thủi một mình, con cái bỏ mặc không quan tâm. Kính thưa quý vị, những khán giả đã từng theo dõi bộ phim truyền hình đều rất tốt, chắc chắn sẽ không xa lạ với hình ảnh người cha trong phim. Người cha già phức tạp lập dị này là cơn ác mộng đối với các con của ông. Trên thực tế, những phụ huynh như vậy không phải là hiếm trong cuộc sống. Họ sẽ trở thành bậc cha mẹ cô đơn khi về già. Con cái muốn hiếu thuận cũng khó. Lúc còn trẻ, họ thường rất mạnh mẽ, hay khoe khoang với hàng xóm rằng mình về già cũng không trông cậy vào ai. Nhưng khi về già, họ mới thấy rằng mình chẳng có con cái chăm sóc gì cả. Lấy ví dụ như anh bạn đồng nghiệp của em đây. Gần nửa năm, thấy anh lúc nào cũng buồn bã. Hôm rồi hỏi han mới biết, anh mới đón bố mẹ từ quê lên. Anh này lấy vợ cũng muộn, hai vợ chồng cưới xong, vay trả góp mua nhà. Nếu bình thường cũng chả sao, ai dè ngay lúc dịch thì tiệm thẩm mỹ của vợ anh cũng bị ảnh hưởng. Do vậy, chi tiêu trong nhà cũng phải rẻ rẻn. Mà chẳng hiểu sao, bố anh ở quê cứ nhất mực đòi lên thành phố sống cùng vợ chồng con trai út. Anh thì thật sự không muốn đưa bố lên vì vợ chồng đi vắng cả ngày, nhà chung cư đóng cửa suốt. Nhưng bố anh cứ thấy anh về quê là mặt nặng mày nhẹ, giải thích sao cũng không chịu nghe. Rồi thì anh cũng hỏi ý vợ đưa bố lên. Nhưng bố anh lên vài hôm, chê nhà nhỏ, than phiền con dâu nấu ăn không ngon. Ông cũng vặn to âm lượng tối đa khi xem TV, khiến cho hàng xóm phàn nàn. Anh nhắc thì bị bố lớn tiếng mắng lại. Mối quan hệ càng căng thẳng hơn. Không chỉ với cha, mà quan hệ giữa anh và vợ cũng xấu đi. Trong tuyệt vọng, anh cũng chỉ có thể thuyết phục bố mình về quê. Căng tới mức phải gọi các anh chị trong nhà lên giải quyết giùm. Bố anh thì bảo sẽ từ mặt anh, còn anh thì bảo rằng thần không muốn nghĩ tới chuyện về nhà ở cùng bố. Mang tiếng bất hiếu cũng chịu, thà anh gửi tiền thuê người về chăm. Thực tế, có những bậc phụ huynh có thể thấy trước về già cô đơn, con cái không muốn báo hiếu. Họ có những điểm như sau. 1. Cha mẹ quá coi thường con cái. Một số gia đình, cha mẹ đối xử không công bằng giữa các con. Những đứa trẻ được cha mẹ cưng chiều sẽ cảm thấy mình được coi, sẽ dựa vào tình yêu thương của cha mẹ để tắc oai tắc quái, coi mình là trung tâm của vũ trụ. Những đứa trẻ không được cha mẹ yêu thương sẽ mất niềm tin vào gia đình. Từ nhỏ đã bị đối xử bất công, tự nhiên sẽ nảy sinh tâm lý phản kháng đối với cha mẹ. 2. Cha mẹ luôn mặc kệ con. Tất cả những thói quen và tính cách của trẻ thực ra đều được học từ nhỏ. Một số cha mẹ phớt lờ con cái khi mà con có hành vi sai trái, luôn miệng bao biện cho con. Kết quả là con cái không có ý thức chăm sóc cha mẹ sau này. Đồng thời, tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái cũng sẽ làm suy yếu ý thức biết ơn cha mẹ. Thậm chí khi lớn lên, chúng sẽ cảm thấy rằng cha mẹ tử tế với con cái là điều đương nhiên. 3. Cha mẹ không làm gương. Cha mẹ là những người thầy đầu tiên của trẻ. Môi trường gia đình tốt và bầu không khí gia đình là nền tảng cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Ngược lại, nếu cha mẹ có một số tật xấu hoặc bản thân không phải là người hiếu thảo, thì việc muốn con cái hiếu thảo với mình là điều phi thực tế. Đặc biệt là trong những gia đình có những người cha vô hình, họ không tham gia vào quá trình nuôi dạy con cái và để con cái được hưởng tình yêu thương của người cha. Đương nhiên, không thể có được lòng hiếu thảo của con cái trong những năm tháng sau này. Dù hiếu thảo với cha mẹ là truyền thống đạo đức được cả xã hội ủng hộ, thế nhưng những cách làm, cách cư xử của một số bậc cha mẹ thực sự khó có thể làm cho con cái hiếu kính với cha mẹ. Tuổi già cô đơn, con cái xa lánh là điều dễ hiểu. Bằng cách này, thay vì trách con cháu bất hiếu, người cao tuổi nên làm tốt công việc của mình khi còn trẻ và làm gương tốt cho con cháu. Dù về già, cũng không nên làm quá nhiều điều cho sư phụ lão đại.
người cao tuổi. Dù là ai cũng là một điều may mắn. Sâu sắc lời mẹ dạy con trai: nếu không muốn bị người khác điều khiển số phận, con phải nhớ kỹ điều này. Kính thưa quý vị, Bill Gates không học cao mà vẫn thành tỷ phú, vậy tại sao bắt con phải học? Không thiếu những đứa trẻ hỏi khó bố mẹ như vậy. Nhà văn nổi tiếng Đài Loan Long Ứng Tài, khi được con trai 15 tuổi hỏi câu này, đã trả lời như sau: mẹ yêu cầu con học tập chăm chỉ không phải chỉ mong muốn con sẽ thành công hơn những người khác, mà vì hy vọng con có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai, tìm được công việc ý nghĩa, đúng với ước mơ mà không cần phải bắt buộc làm những việc nặng nhọc, nguy hiểm. Nếu con giỏi thì con sẽ có nhiều cơ hội nắm quyền quyết định điều con muốn. Ngược lại, con không đủ khả năng thì hãy chấp nhận cuộc đời mình bị người khác điều khiển số phận. Con muốn sở hữu thứ mà người khác không chạm tới thì phải chấp nhận trả giá cho những nỗ lực mà người khác không thể. Không có mục tiêu, con sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, nhà văn nói. Một ông bố nông dân khác tìm ra cách trả lời dễ hiểu hơn cho cậu bé 7 tuổi con của mình khi bé nói: con không muốn đi học nữa, học để làm gì? Một cái cây nhỏ được nuôi trong một năm, khi đốn xuống nó chỉ có thể làm hàng rào hoặc củi đốt. Nếu được nuôi trong 10 năm thì có thể làm xà hồ. Nhưng nếu cái cây đó được nuôi trong vòng 20 năm thì thật tuyệt, nó có thể được làm mọi thứ, từ vật dụng gia đình cho tới những đồ nội thất cao cấp khác. Giống như con, nếu con tốt nghiệp tiểu học và ở nông thôn, con có thể làm nông dân. Nếu con ở thành phố, con có thể đi làm bảo vệ, thợ xây hoặc đi bán hàng rong khắp phố. Nếu con tốt nghiệp trung học cơ sở, con có thể biết làm một số thao tác về cơ khí. Nếu con tốt nghiệp trung học phổ thông, con có thể biết sửa chữa cơ khí. Nếu như con tốt nghiệp đại học, con có thể thiết kế cầu đường và các tòa nhà. Nếu con tốt nghiệp thạc sĩ, con có thể phát minh ra những thứ mà chúng ta chưa có. Con hiểu không? Người cha hỏi. Con hiểu, đứa con 7 tuổi đáp. Vậy con cứ làm nông dân hay bảo vệ và vứt bỏ mọi mong muốn khác đi, người cha tiếp lời. Đứa bé trả lời rằng nếu như thế, nó cảm thấy rất mất mặt. Tại sao lại làm mất mặt? Làm nông dân hay bảo vệ đều là những công việc có ích. Bố làm nông dân vẫn nuôi con, nuôi ông bà đó thôi, không có gì phải xấu hổ cả, người cha từ tốn. Ông nói thêm, không đi học không có nghĩa con vô dụng. Giống như cái cây trồng một năm vẫn có ích, chỉ là công dụng và giá trị không nhiều bằng cái cây trồng 10 hay 20 năm. Nếu con không đi học hay học ít vẫn có tác dụng, chỉ là tiền con kiếm được cho gia đình và cống hiến cho xã hội ít hơn mà thôi. Câu chuyện của người cha đã để lại ấn tượng sâu sắc với cậu con trai. Từ đó, cậu không kêu chán học nữa mà tự giác học tập, dù bố mẹ không ép buộc. Jack Ma, người sáng lập tập đoàn Alibaba, trong bài viết có tên "Đừng chán trường, tuổi trẻ, bạn đã làm được gì?" con nói, tuổi trẻ của bạn không biết giành học bổng như thế nào, chưa từng nếm qua thất bại ra sao. Suốt ngày chỉ quanh quẩn với chơi game trực tuyến, mua hàng trên mạng hay chat thông qua ứng dụng. Đó là những việc tôi có thể làm khi 80 tuổi. Vậy tuổi trẻ của bạn sinh ra để làm gì? Cũng trong bài viết này, ông nhấn mạnh, mỗi khi mệt mỏi và chán trường trong học tập, hay nghĩ tới những người ngủ muộn và dậy sớm hơn mình, họ chính là những người chạy nhanh hơn bạn trong cuộc sống. Khi họ đã ở đỉnh cao của vinh quang, thì bạn vẫn đang ở rất xa để chiêm ngưỡng họ mà thôi.